Hello, chào mừng tất cả anh em đã đến với bài đánh giá chi tiết trên kênh Mạnh Review. Và đây là chiếc Realme 3, một sản phẩm mà mình mua trên Shopee với giá đó là 1,2 triệu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá xem là chiếc máy này trong cái tầm giá nó có ngon hay không và nó có những gì nhá. Rồi, đầu tiên là với những cái phần ví dụ như là cảm biến vân tay hay là nhận diện khuôn mặt ấy, thì nó rất là nhanh luôn. Thế nhưng mà với cái nhận diện khuôn mặt này thì trong cái điều kiện tối là nó không nhận diện được giống như là trên chiếc LG G8 của mình. Bởi vì nó không có ống kính 3D hoặc là TOF hoặc là hồng ngoại nên là nó sẽ không nhận diện được ra trong bóng tối. Vậy thôi, còn thì cái tốc độ bình thường của nó rất là nhanh rồi. Nhận xét sơ qua về cái ngoại hình của nó trước này. Mặt sau thì nó lốm đốm này. Thế nên là mình đánh giá nó chỉ được rơi vào tầm khoảng là 90% thôi chứ không được cao. Mặt trước này thì nó bám rất là nhiều những dấu vân tay cũng như là bóng mờ đây. Nói chung là về cái tấm nền này thì mình cũng không đánh giá cao lắm. Cùng với đó là khi mà chúng ta truy cập vào cái phần nền trắng đi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mà thông qua cái video như thế này thì chắc là các bạn không nhìn rõ đâu. Nhưng mà nó hơi bị ám nhẹ nhá. Ám ở đây là do cái vấn đề cái tấm nền nó đã cũ rồi, nó bị già màn rồi. Nên là nó xảy ra hiện tượng đó. Còn thì không bị phản quang hay là lỗi vặt gì cả. Chúng ta cùng đi vào phần điểm số AnTuTu Benchmark. Như trong cái bài test game lần trước ấy, thì mình đã show cho anh em xem về cái điểm số của nó rồi, là 186.717. Đó, cái điểm số cũng khá là cao với cái con chip đó là Helio P60. Và trong cái phần thiết bị của tôi này thì các bạn có thể nhìn thấy được rất kỹ cái phần thông tin chi tiết của nó. Ví dụ như là cái hệ điều hành Android 10 này. Độ phân giải là 720x1520 HD+. Camera sau có hai ống kính, đó là 12 megapixel cũng như là 2 megapixel. Phía bên dưới đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ nhớ RAM của nó là 3GB cùng với bộ nhớ ROM là 32GB. Kích cỡ màn hình là 6,22 inch, vật liệu LCD. Và cuối cùng là cái dung lượng pin 4230 mAh. Dùng khá là trâu luôn. Nhưng mà mỗi tội là sạc lâu. Trong cái đoạn cuối video ấy, thì mình sẽ đánh giá chi tiết về cái viên pin này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần camera trên cái thiết bị này. Đây, về camera thì khỏi chê luôn. Ở đây thì mình sẽ show một vài tấm ảnh cũng như là video cho anh em xem nhé. Với chất lượng chụp camera selfie 13 megapixel trên chiếc Realme 3. Với tấm ảnh này chụp đầy đủ sáng, chất lượng chi tiết lên rất tốt. Cùng với đó thì nó cho một cái làn da nó tự nhiên. Và đây là cái ảnh mà mình không bật chế độ làm đẹp nhé, nên là nó mới như vậy thôi. Còn khi mà chúng ta bật chế độ làm đẹp lên thì rất là nịnh mắt. Còn bức ảnh thứ hai này thì mình chụp trong điều kiện thiếu sáng và cái độ sắc nét của nó thì nó đẩy lên khá là sắc luôn. Còn cái tấm ảnh thứ ba này là mình chụp ảnh chân dung, chất lượng khá là tốt nhưng mà vẫn bị lẹm vào một vài phần đó. Còn màu sắc lên thì khá là tự nhiên, ok. Chất lượng camera selfie trên chiếc Realme 3 tối đa là được Full HD 30 khung hình trên giây. Còn về camera sau cũng là 13 megapixel. Về độ chi tiết lên ở mức khá. Màu sắc thì không thực sự nịnh mắt lắm. Độ nổi khối sắp nét đẩy lên khá nhiều. Thế nhưng mà bị thiếu đi chiều sâu. Chế độ HDR giữa bật và không bật thì sự chênh lệch không quá nhiều. Còn đây là cái chất lượng quay camera sau. Cũng là Full HD 30 khung hình trên giây. Và trong cái phần camera này thì chúng ta sẽ có chụp đêm này, quay video, ảnh, chân dung và thêm nữa. Ở trong phần thêm nữa này với ống kính camera sau chúng ta có thể là tua nhanh thời gian hoặc là chuyển động chậm, chuyên gia và chụp panorama. Và trong cái chế độ chuyên gia này thì có những cái chế độ chỉnh tay cho anh em có thể là vọc vạch chuyên sâu hơn, đúng nào? Mỗi tội là cái tốc độ chụp trên cái chiếc máy này thì hơi chậm. Tiếp theo là về sim sóng cũng như là loa trong. Mình sẽ test với loa trong này. Đó. Âm thanh khá là to cũng như là trầm ấm. Ở đây thì mình sẽ có một cái video để test về tốc độ 4G của nó cũng như là cái loa. Thank you.
Rồi. Về cái tốc độ 4G thì các bạn có thể thấy là mình kéo cái tay đến đâu là gần như là video nó chạy đến đó luôn, rất là nhanh. Nhưng mà loa ngoài của nó thì mình không đánh giá cao lắm đâu. Đối với cá nhân là mình nhận định như vậy trên cái chiếc máy này. Được không nào? Về những cái tính năng đặc biệt thì trên cái thiết bị này có rất nhiều. Đây, chúng ta sẽ truy cập vào dịch vụ thông minh, lái xe thông minh, chế độ đi xe, trợ lý thông minh nữa. Đó. Nói chung là vọc vạch khá nhiều. Rồi thì công cụ tiện ích ở đây, nút điều hướng này, bóng trợ lý, bóng quay lại nhanh, bên thanh thông minh. Cái này thì tùy chúng ta đặt nhé. Mình thì đang đặt ở phía bên đằng này nên là mình kéo sang. Đó. Sẽ có ảnh chụp này, ghi màn hình này, tin nhắn, trình quản lý. Rồi thì máy tính, có thể là sửa được cơ. Đó, khá là tiện. Rồi thì cử chỉ chuyển động, nâng lên để đánh thức này, cử chỉ khi màn hình tắt, vẽ chữ O, vẽ chữ V, rất là nhiều luôn. Và chúng ta còn có thể là thêm những cái cử chỉ bên ngoài nữa cơ. Và về cấu hình ấy, thì cái chiếc máy này chạy cái con chip đó là Helio P60. Và trong cái bài test game vừa rồi ấy, thì mình đã show cho anh em xem về mức độ chơi của nó. Với những cái tựa game ví dụ như là Liên Quân cũng như là Free Fire Max thì chơi rất là ngon. Liên Quân thì loanh quanh là 5960 FPS rồi. Trong những cái màn combat drop nhiều nhất là mình thấy xuống 37 thôi. Được không nào? Còn với tựa game PUBG thì thực sự mình cũng không đánh giá cao với cái chiếc máy này. Nói chung là những cái ứng dụng cơ bản thì trải nghiệm rất là mượt mà. Chỉ có mỗi những cái tựa game nặng ví dụ là PUBG Mobile ấy, thì mình thấy là nó hơi khựng lác thôi. Và cuối cùng là về cái viên pin 4230 mAh. Chứ cái chiếc máy này thì sử dụng rất là trâu luôn. 10 phút xem YouTube mới hết 1% pin thôi. Đó. Để qua đêm thì mất 3%. Và khi mà chúng ta chơi những cái tựa game nặng 5-6 phút nó mới tụt mất 2% pin. Thế nhưng mình lại không khoái về cái mảng đó là về mức độ sạc trên cái thiết bị này. Nó chỉ hỗ trợ cái tốc độ sạc cao nhất đó là 10W thôi. Và như bình thường ấy thì mình sử dụng củ sạc nó có nguồn ra là 5V 1.5A thì sạc chiếc máy này nó phải lên đến là 3 tiếng đồng hồ mới đầy được cái viên pin 4230 mAh. Đó, rất là lâu. Vậy thì tổng kết với cái mức giá đó là 1,2 triệu chúng ta có một cái chiếc máy chụp ảnh selfie rất ngon. Cùng với đó là cái mức độ quay camera của nó thì cả camera trước lẫn camera sau mình đánh giá cao về cái phần camera trước quay ở Full HD 30 khung hình trên giây, khá đẹp, chi tiết tốt. Rồi thì cùng với đó là một cái viên pin 4230 mAh, khá là thoải mái, ok cho anh em để có thể chơi game, nhất là đối với cái tựa game Liên Quân Mobile Helio P60. Cùng với đó là những cái trải nghiệm ví dụ như là màn hình to này, cảm biến vân tay, rồi thì nhận diện khuôn mặt rất nhanh, tốc độ là như vậy, hai sim hai sóng cùng lúc và gắn được thêm thẻ nhớ nữa luôn, thoải mái để chụp chuột quay phim. Và điểm trừ trên cái chiếc máy này thì cũng có thôi, đó là màn hình chỉ là HD cộng và thiết kế bằng nhựa, sạc thì chậm. Đó, cơ bản là chỉ vậy thôi. Còn thì trong cái tầm giá này, đây cũng là một trong những cái chiếc máy best choice rồi. Và đối với anh em thì đây có phải là một cái chiếc máy hợp lý trong cái tầm giá 1,2 triệu hay không, cũng có thể là comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.